Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá mít Thái cập nhật lúc 9 giờ 30 phút sáng ngày 17 tháng 7 năm 2023. Giá tăng nha bà con. Tại Tiền Giang, kem lớn là 20.000, kem nhì là 14.000, kem ba là 4.000. Tại Đồng Tháp, An Giang và Long An, kem lớn 19.000, kem nhì 13.000, kem ba là 3.000. Tại Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, kem lớn 18.000, kem nhì 12.000, kem ba là 3.000. Tại Vĩnh Long và Trà Vinh, kem lớn 19.000, kem nhì 13.000, kem ba là 3.000.